Xin chào các bạn. Trước hết, theo thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 14 lần trước, chúng ta đã thực hành đánh nhịp 4-4 kết hợp với đôi đánh nhịp 2-4 trong tác phẩm Thánh ca Tiếng hát Thiên thần. Trong bài học số 15 hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hành đánh nhịp 4-4 nhưng ở một mức độ khác và có lẽ khó hơn một chút. Bây giờ cụ thể, mời các bạn đi vào tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. Bài Thánh ca thực hành đánh nhịp hôm nay là bài Tiếng nhạc Oai hùng. Trước đây còn có tên là Khải hoàn ca. Nhạc và lời của nhạc sư Hải Linh, hòa âm do Linh mục Ngô Duy Linh. Đây là bản Thánh ca mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, nhưng không biết do đâu lại có khá nhiều dị bản về ca từ cũng như giai điệu. Như chúng ta thấy, bài thánh ca này được viết và hòa âm ba bè theo lối phức điệu, hay có người còn gọi là đối âm. Bình dân chúng ta vẫn gọi là bè đuổi. Dạng bài này thường dành cho các ca đoàn có nhiều ca viên nữ nhưng ít giọng nam. Hai bè nữ ở khóa son, một bè nam ở khóa pha. Cường độ của tác phẩm như chúng ta thấy mạnh ngay từ đầu, F, dòng thứ hai, FF. Và có cả một ô nhịp thứ ba này với dấu ben marcato, dịch là nhấn mũ. Khi gặp dấu này thì chúng ta phải diễn tấu mạnh và giữ nguyên cường độ cho tới khi hết. Đồng thời, như chúng ta thấy, phần điệp khúc của bài Tiếng nhạc Oai hùng này rất dài, cho nên chúng ta chia làm hai bài. Bài hôm nay chúng ta thực hành đánh nhịp nửa đầu của phần điệp khúc gồm hai dòng đầu tiên. Như thế, do tác phẩm được viết ở ba bè phức điệu, cho nên người ca trưởng cần phải xác định và sắp xếp vị trí các bè của ca đoàn sao cho hợp lý, để mỗi khi giơ tay mời bè thì luôn chuẩn xác. Theo nguyên tắc, người ca trưởng đứng đối diện với người chơi đàn phím như piano hoặc organ, thì chúng ta có thể chọn sơ đồ vị trí thứ nhất cho bài thực hành đánh nhịp này. Bè nữ bên trái, bè nam bên phải. Lý do là khi bè nam đứng chung với nhau hoặc bè nữ đứng chung với nhau thì vấn đề cộng âm sẽ tốt. Hơn nữa, khi điều khiển, dù ở những chỗ tác phẩm có cường độ mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, thì tay nhịp của ca trưởng vẫn phải cố gắng giữ được sơ đồ tiết tấu cơ bản của nhịp 4-4. Đồng thời, từ việc khởi tấu vào bè tăng giảm cường độ, tạo cao trào thay đổi nhịp độ cho đến việc kết thúc tác phẩm, thì ngôn ngữ cử chỉ của ca trưởng phải luôn báo trước kịp thời, mời gọi đúng lúc. Bây giờ mời các bạn sang phần thứ hai thực hành đánh nhịp. Trước hết mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Vừa rồi các bạn đã xem đánh nhịp trước một lần, bây giờ mời các bạn đi vào thực tập từng ô nhịp. Ô nhịp đầu tiên khởi tấu dành cho hai bè nữ. Mà như sơ đồ vừa rồi chúng ta đã thống nhất, bè nữ được đứng ở phía tay trái của ca trưởng, còn bè nam đứng phía tay phải ca trưởng. Khởi tấu ở chẵn phách thứ nhất với cường độ mạnh, chúng ta dùng động tác đảo ngược. Lấy hơi ở phách thứ ba từ dưới đi lên, hướng người về phía bè nữ để mời. Lấy hơi tiếng nhạc oai hùng.
đến ô nhịp thứ hai, khởi tấu ở lẻ phách thinh nhất dành cho bè nam với động tác chúng ta quen ở nhịp 24, nhấn nấc cổ tay vào ra lên. Bây giờ chúng ta thực tập ô nhịp thứ hai. Hùng tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp. Ô nhịp thứ ba gồm 4 nốt đen với ký hiệu bend marcato mạnh dứt khoát. Dù mạnh hay nhẹ thì người ca nhạc trưởng cũng nên giữ sơ đồ tiết tấu cơ bản của nhịp 4-4. Mời các bạn thực tập. Khắp cõi trời Việt Nam 2-3 lấy hơi để vào câu tiếp. Và như vậy bây giờ mời các bạn ráp cả câu. Lấy hơi tiếng nhạc oai hùng, tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam 2-3. Phách thứ tư lấy hơi để đi vào câu thứ hai, tương tự như vậy. Bây giờ mời các bạn cũng thực tập câu thứ hai cả câu. Mời bè nữ. Lấy hơi tấm lòng yêu mến, tấm lòng yêu mến con thiết tha hòa khúc khải hoàn ca 2-3 ngắt. Bây giờ mời các bạn ráp cả hai câu liền một mạch với nhau. Mời bè nữ. Lấy hơi tiếng nhạc oai hùng, tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam 2-3-4. Tấm lòng yêu mến, tấm lòng yêu mến con thiết tha hòa khúc khải hoàn ca 2-3 ngắt. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được tay nhịp 4-4 với những tác phẩm viết theo lối phức điệu. Lần tới trong học chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành phần điệp khúc của bài thánh ca này. Chúc các bạn ôn luyện thành công và hẹn gặp lại!